Ôi ôi chặt kìa. Quá ghê trời. Dạ luôn anh ạ. Lấy qua kìa. Hết hồn cái sàn ăn cho. Ồ ta. Hãy hồn thiệt. Ồ sàn ăn là vô cái nước vừa mí luôn. Tại trước mà chen giành hả? Đúng rồi, tao tại trước mà tại sao nó vô? Ừ. Đủ tôi đi. Rồi các bạn cùng xem, bây giờ thì đặt cống đang mở để vỏ lãi chở dừa. Bây giờ đang vượt qua nha các bạn. Có bà đứa em gái đang xem đó kìa. Đang xem học. Chuẩn. Rồi. Rồi bây giờ chuyển đi nha các bạn. Nghe mình quay cả. Bây giờ thì cũng an toàn lắm các bạn. Anh em chụp cống thì đợi mở cho là gõ gạn bự ra luôn rồi bắt đầu mới cho anh em chạy nha. Đó, nó an toàn lắm các bạn. Rồi, anh phát tài anh kêu là cái ga bầu bên đây là khoan phải vô. Tại trong đây còn đang ga. Rồi đây xà lan đang gáo ạ. Hết hồn.
chạy cha. Xà lan bị cuốn nước. Bơi bơi. Tắt luôn. Cái ghe nhỏ giữa. Sáu Nguyên, Cần Thơ. Ôi, ở ngoài mấy chiếc xà lan hết hồn bự ngoài các bạn ơi. Dữ thiệt chứ. Mày ra bơm đi bơm cát. Ê cha, cái ghe nhỏ. Ghe nhỏ không chạy lẹ đi. À ở ngoài 20 chiếc xà lan bự cản đậu ngoài nữa các bạn ơi, bởi cho nên là bây giờ cái đường hơi khó nha. Wow, cái đường ngoài hơi khó rồi, quá hẹp rồi, xà lan tại chưa hết mà xà lan đang vô. Rồi chiếc xà lan ở đây rồi ra tới nữa. Hết mẹ rồi. Rồi sao đây? Sao đây? Ồ không sao, không sao các bạn ơi. Đó này, đó. Hên quá không sao. Nó đẩy ông này đi xuống luôn mà. Bê luôn. Rồi bây giờ thì bây giờ vô nhá bạn. Tiểu thơ trên xà lan. Vô các bạn. Wow, trời cái xà lan này. Tôi gà lấy xém vô cái lái này luôn nè. Thầy cha. Quá. Wow. Rồi sao đây, sao đây? À chặt cua này mới ghê nè. Ôi ôi chặt kìa. Quá ghê trời. Ồ ồ có lấy qua kìa. Hết hồn cái xà lan cho. Ồ xà lan. Nãy hồn thiệt. Ồ ồ xà lan này vô cái nó vừa mí luôn. Sao bê rồi, bê rồi. Bê rồi, bê rồi. Tắp, 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 tắp rồi. Quá sống cuốn. Tắp. Ây cha, rồi. Dăng qua đây, dăng qua đây. Tắp.
rồi hai chiếc xà lan chà nẻo rồi sao trời, chết mẹ cái chăn cản ơi. Rồi dính trụ rồi, giờ nó chà nẻo luôn rồi, này dính cái trụ bển nữa kìa. Rồi cái này cắn đây rồi, dính trụ đây luôn. Lẹ quá ông này, lẹ tới đây đụng để cái mũi kìa, lẹ tới. Mà chị mình phải đứng hình cho chảnh luôn à. Quá trời xấu luôn rồi kìa. Đứng hình luôn. Rồi đáp bài. Lẹ đáp rồi. Bây giờ hai cái này vô lượt sao vô. Rồi đi cho cái nhỏ vô trước rồi. Dẫn nhau vô. Bỏ tài. Thầy cha, bây giờ hai ông này dính xà nẹo nhau luôn. Rồi ở đây thì xà nẹo đằng này nữa các bạn. Yeah. Ghe gỗ nằm tuốt bên kia luôn rồi. Rồi vậy là cái ghe bự này nhường lại à. Vậy là cái ghe nhỏ vô trước được các bạn. Ghe bự tắt vô đây à. Vậy rốt cuộc cái ghe nhỏ này vô được. Thấp mà. Đúng rồi, chạy nhau. Rồi giờ tiếp tục chiếc xà lan nhỏ này vô nữa luôn, chen vô luôn. Rồi ông bự đang nông vô luôn. Nông luôn, trời ơi. Hai ông tranh nhau vô rồi các. Trời. Nó vô không lọt rồi. Hồi ghe lại rồi chắc bằng. Rồi chiếc ghe xà lan lớn ghe ghe gai. Wow. Rồi ở đây bây giờ là nẻo nhau dữ rồi. Rồi vậy là ra rồi, không vô lọt rồi, giờ vô không hết rồi. Quá rồi. Dính rồi, dính sao rồi. Có chuyện hay sao rồi kìa, cự lộn luôn rồi. Khởi công chuyện luôn. Nó ghe ra bây giờ là dính cái ghe ở sao các bạn. À về. Rồi tự lộn luôn rồi. Rồi cắn luôn rồi. Cắn thẳng các bạn. Tự lộn nhau luôn rồi. Giữa ghe bầu với xà lan các bạn. Nó không né là trúng nữa. Quá trời.
quá căng thẳng. Rồi vậy cũng qua các bạn ơi, tại mắc tại tại vô cống không được rồi ve lại đó, rồi chắc có thể là va chạm với nhau đó, làm sao đó, cho nên giờ có sự tranh cãi giữa hai ghe nhau. Không thấy hoàng cho không được rồi kìa. Má bà này phải dữ chưa? Thôi chuyện nhỏ mà bỏ đi. Rồi vậy thì ve ra luôn các bạn, tại vô không lọt á, nói cho nên là ve ngược trở lại rồi thêm một cái chiếc ghe bầu á làm sao nữa, cho nên là không có thấy á, né nhau né không kịp các bạn. Rồi vậy là cũng xong rồi các bạn. Xà lan này bây giờ đang kiếm đường vô lại nè. Quá xà lan nó bự bự không mà cái hâu mà nó hơi nhỏ vô không lọt. Chơi người ta tại trước mà giờ chơi vậy đó sao được. Tại trước mà chen dành hả? Không, người ta tại trước mà tại sao nó vô. Đuổi tôi đi. Đó, hồi nãy cũng là giờ cái tình trạng là ve kiểu này nè các bạn, rồi nó bê xuống đó rồi nó ra chạm nhau rồi có cự cãi ha. Đó, nhưng mà giờ cũng ổn định hết rồi các bạn, không có gì nha, mình cũng tự giải hòa cho nó im. Rồi vậy thì anh này gớt lại thêm một tài nữa luôn.